Xin chào các bạn. Các video này anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm GIMP. Thì GIMP là một cái phần mềm xử lý ảnh ở trên hệ điều hành Ubuntu. Về sức mạnh của nó thì thường cái phần mềm GIMP này người ta hay so sánh nó với lại phần mềm Photoshop ở trên Windows. Thì nói chung là nó vẫn còn thua kém nhiều so với phần mềm Adobe Photoshop. Adobe Photoshop là một phần mềm khổng lồ để xử lý ảnh. Tuy nhiên cái ưu điểm lớn nhất của cái phần mềm GIMP đó là nó hoàn toàn miễn phí và nó có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Thì đây là cái trang chủ của phần mềm GIMP. Hiện tại cái phiên bản mới nhất của GIMP đang là phiên bản 2.8 và các bạn có thể cài đặt nó trên Ubuntu 14.04. Thì GIMP nó có nhiều cái bản cài đặt khác nhau cho nhiều hệ điều hành. Chẳng hạn như ở đây nó có phiên bản cho các cái bản khác nhau của hệ điều hành Linux như là Ubuntu, Fedora, vân vân. Hoặc là cho Mac OS và có cả phiên bản cho Windows. Thì các bạn có thể cài đặt nó trên Windows để các bạn sử dụng thử. Nói chung đây là một phần mềm cũng khá là mạnh mẽ. Nó chỉ kém thua kém phần mềm Photoshop thôi các bạn. Còn nó bỏ xa cái phần mềm khác ở trong cái lĩnh vực xử lý ảnh. Nói chung GIMP và Photoshop là hai phần mềm dẫn đầu trong cái lĩnh vực xử lý ảnh. Nhưng mà Photoshop thì nó là một phần mềm có phí, các bạn phải mua bản quyền để sử dụng. Còn GIMP thì hoàn toàn miễn phí và nó chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Dĩ nhiên nếu các bạn sử dụng Ubuntu thì các bạn không thể sử dụng Photoshop được. Thì cái cách cài đặt trên Ubuntu thì cái bạn cài đặt rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần chọn vào Ubuntu Software Center và các bạn gõ từ khóa là GIMP thì nó sẽ có sẵn cho các bạn và các bạn chỉ việc nhấn vào nút Install thì nó sẽ tự động cài đặt. Thì ở đây cái phần mềm GIMP này Dân đã cài đặt rồi cho nên nó sẽ có cái nút Remove, còn các bạn chưa cài đặt thì nó sẽ có nút Install. Thì các bạn nhấn vào Install để cài đặt và các bạn chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Các bạn có thể xem thử, xem qua cái giao diện của GIMP. Thì giao diện của nó gần giống với lại giao diện của phần mềm Photoshop. Nó cũng có thanh toolbox, rồi cái cửa sổ layer, quản lý brush, vân vân. Một cái vùng làm việc chính, vùng này nó sẽ chứa cái ảnh chúng ta cần xử lý. Đây Dân sẽ hướng dẫn cho các bạn cách download và cài đặt GIMP ở trên Windows. Thì các bạn vào trang chủ của GIMP, đó là gimp.org. Các bạn thấy nó có một cái nút download ở đây. Thì nó sẽ tự động detect cái hệ điều hành các bạn đang sử dụng là hệ điều hành Windows, cho nên nó có cái phần là download GIMP for Windows. Các bạn click chuột download thì nó sẽ cho chúng ta một cái link torrent, và chúng ta phải dùng một cái phần mềm download torrent để chúng ta download game về máy của chúng ta. Thì các bạn có thể sử dụng phần mềm WinTorrent để các bạn micro torrent để các bạn download. Ở đây nó chỉ cho chúng ta cái link thôi. Ở đây Dân đã download rồi cho nên Dân không download nữa. Thì các bạn nào không muốn cài đặt thêm cái phần mềm download torrent nữa thì ở phía dưới video này Dân có để một cái đường link cho các bạn. Các bạn có thể download trực tiếp cái phần mềm GIMP phiên bản 2.8.14 này, đường link media file, tốc độ download cao. Thì
Sau khi các bạn download về thì nó sẽ được một cái file SE, các bạn dùng WinTorrent hoặc là download trực tiếp từ cái link của dân đưa. Các bạn chỉ việc double click lên cái link đó và các bạn cài đặt bình thường giống như các cái phần mềm trên Windows khác. Thì ở đây dân đã cài đặt sẵn vào trong máy rồi. Dân sẽ mở lên cho các bạn xem giao diện của nó. Đây, game 2.8. Đó. Thì cho dù các bạn sử dụng nó trên Windows hay là trên Linux thì giao diện của nó cũng giống nhau thôi. Và nó khá giống với lại Photoshop. Các bạn nào từng sử dụng Photoshop trước đây thì các bạn sang sử dụng game nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rồi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.